Xin chào các bác, hôm nay em có chiếc Mitsubishi Atra. Chiếc này của em là số tự động, phiên bản sedan, sản xuất năm 2018, biển Sài Gòn. Chiếc này chạy 40.000 km. Chiếc này em bán 415 triệu ạ. 415 triệu cho một chiếc xe sedan màu trắng, biển Sài Gòn và số tự động. Sedan khá là hợp lý, đời cao, xe Nhật. Chiếc này màu trắng rất là đẹp nha mọi người nhá. Chẳng qua là em để trong chỗ râm nên nó không đẹp bằng ra chỗ nắng đâu. Chiếc này nhiên liệu ăn cũng khá là tiết kiệm, khá là hợp lý. Nó khoảng tầm 5 lít rồi ạ. Các bác kinh doanh dịch vụ hoang liệt hay là chạy gia đình ấy thì đều hợp lý cả. Đây các bác không biết có nhìn rõ không, thậm chí là đi cao tốc nó chỉ hết có 4 lít rưỡi thôi. Đấy, đi đường đô thị thì khoảng 6 lít, trung bình thì khoảng 5 lít. Nó khá là tiết kiệm. Xe Nhật mà, xe Nhật thì thường thiên về độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Nó rất là thực dụng. Ôi, cốp khá là rộng. Cái này mà đi thì chúng ta có thể để được vài cái vali đấy. Lốp sơ cua thì chưa hạ. Tuy nhiên là lốp này thì nó hơi nhỏ so với cái lốp của nó. Chỉ là dự phòng để đi tạm thôi, sơ cua, chạy tạm thôi. Ghế quá mới luôn. Rồi, ngắn gọn với các bác một chút. Em có chiếc Mitsubishi Outlander. À xin lỗi. Mitsubishi Atra. Mitsubishi Atra sản xuất năm 2018, màu trắng, biển Sài Gòn, chạy 40.000 km. Chiếc này thì hiện tại em bán với giá 415 triệu, vẫn bao test hãng như bình thường, cam kết không đâm va, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đấy. Chiếc này em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, giao xe toàn quốc ạ, thoải mái luôn cho các bác. Để nổ startup. Rồi, bác nào thiện chí thì hãy liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.